Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh Hoàng Family TV. Sáng hôm nay là sáng thứ bảy. Sau khi ăn sáng xong thì hai vợ chồng lên đường đi xuống Long Beach để thăm, để viếng một cái tượng Đức Mẹ, đó là Đức Mẹ Hòa Bình ở ngay thành phố Long Beach. Nghe người ta nói là cái tượng này người ta đi viếng rất đông. Ok, mình vào đó rồi mình sẽ quay cho mọi người xem. Mình đang ở trước mặt Đức Mẹ, hay cái đài Đức Mẹ ở Long Beach. Cũng có rất nhiều người đến đây để viếng. Lần đầu tiên mình đến Đức Mẹ ở Long Beach này. Trước mặt của Đức Mẹ là biển của Long Beach. Đây là mình đang quay cảnh nhìn ra biển. Quay xung quanh cho mọi người xem. Đến tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở Long Beach để viếng. Đây là khung cảnh, đây là khung cảnh tượng Đức Mẹ đây. Rất có nhiều người đến viếng từ sáng cho tới tối. Trước đài Đức Mẹ là biển Long Beach. Đây là mọi người nhìn thấy mình đang quay cảnh xung quanh đây. Rất đẹp. Đây là cái bến cảng Long Beach, California. Sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị tối nay lên đường để bay về lại Michigan. Thì mình quay một đoạn clip ngắn về căn nhà của mình đang ở California, khu Little Sài Gòn cho mọi người xem. Hôm nay là ngày cuối cùng của gia đình tạm biệt căn nhà ở California, khu Little Sài Gòn. Tối hôm nay gia đình sẽ bay về lại Michigan. Đây là căn nhà thân yêu. Đây là cổng trước của căn nhà. Mình sẽ đi vào cổng gara để vào trong nhà.
Đây là cái gara, gara hai xe. Xung quanh neighborhood. Trước nhà có hai hàng cây. Đó, nhìn rất là mát. Đây là mình quay cảnh trước mặt nhà mình ở đền hàng xóm đây. Tất cả mọi người này xung quanh đây là đa số 90.5% là người Việt Nam. Vì căn nhà của mình ở đây thì nằm sát khu Phước Lộc Thọ, Little Sài Gòn. Bước vào cái gara thì lại đến cái bếp. Đó, nhà này là cái bếp có cái island. Đây là căn bếp đây. Đây là vợ mình đang dọn dẹp để mà cho ready khi mình rời căn nhà cho nó sạch sẽ. Khi mình trở lại thì mình đã gọn gàng sạch sẽ rồi. Đây là cái phòng khách. Căn nhà này mình cũng chưa mua sắm đầy đủ cho nên là vẫn còn thiếu rất nhiều. Đây có một cái phòng gia đình. Với lại ngồi nghe nhạc. Đó, nó cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn. Đây là cái phòng, cái cửa đi vô phòng master bedroom. Đây, cửa này là cửa đi vô phòng master bedroom. Còn đây có thêm một phòng nữa. Đây là cái cửa toilet. Đây cũng có một phòng nữa. Nhà này là có hai căn, một căn phía trước với một căn ở phía sau. Cái căn phía sau là cái lối đi ra phía sau là lối này đây, nhưng điều nó có một cái lối đi riêng nữa. Tất nhiên trên miếng đất này có hai căn nhà. Căn nhà phía sau được 3 phòng, được 2 phòng. Căn nhà phía trước là 3 phòng, tổng cộng cái nhà là 5 phòng. Cái nhà phía sau thì nó cũng có
hai phòng ngủ, một toilet, cũng có nhà tắm, có bếp, có tủ lạnh, có máy giặt, máy sấy đầy đủ hết. Ở sau thì cũng rộng chứ không có chật. Đây mình sẽ dẫn mọi người, đây là khung cảnh cái cửa đi ra sau. Nhà này thì có một cái lối đi riêng đây. Đây cái lối, cái nhà ở sau có cái lối đi riêng đi, đi cái đường này vào. Đường này vào thì đây, đây là cái căn nhà, đây là căn nhà phía sau đây. Nhà phía sau có người ở rồi, mình cho người ta thuê, gia đình mình cho người ta thuê. Tại vì mình không, mình ở California nhưng điều là mình không phải về thường xuyên, cho nên cũng có người ở đây để mà chăm sóc căn nhà cho mình, cũng mình cũng đỡ phải lo. Cảm ơn gia đình ở phía nhau phía sau rất nhiều. Cái nhà sau này có một cái vườn cũng rất cũng nhỏ, trồng một ít cây, số cây. Còn đây là nhà hàng xóm, ở đây nhìn xung quanh, nhìn xung quanh là cây chuối nè, rồi cái cây này là cái cây đó, cái chanh nè, nó rất là nhiều loại cây đó. Đó mình quay tập quanh đã, cây đu đủ nè. Về khu vực này nhìn xung quanh phía sau lưng nhà mình thì giống như Việt Nam đó. Đây là cây mận đó. Nó tóm lại là xuống ở phía sau xung quanh nhà mình, người ta trồng trái cây ấy rất là nhiều, nào là cây chuối, rồi đây cho bà, cho mọi người xem cây chanh dây. Cái chanh dây này trước khi mình đi hàng xóm cho mình, cho vợ mình rất nhiều, nó một bịch chanh dây luôn. Chanh dây mùa này làm nước uống rất ngon. Còn đây là một cái hồ cá khoi. Khi mà mình mua cái nhà này thì nó đã có sẵn rồi. Mình về mình có clean đồ lại đâu vào đó thôi. Đó, nó cũng thư giãn cũng. Đây mình sẽ đi vòng xung quanh rồi. Cái căn nhà phía sau thì có máy giặt, máy sấy thì để ở ngoài này. Ở bên này cũng có trần, có đây là cây ổi. Sau nhà mình có một cây ổi nè, đây cây ổi đây. Đó, trái này, trái sắp ra chắc có lẽ một tháng hai tháng nữa là đã ăn được rồi. Còn cái cây này thì mình cũng chưa biết là cây này cây gì vì nó chưa có trái. Còn cây này cây chanh của nhà hàng xóm đây. Ở đây thì coi như chanh với đè trên này, có bà con nhìn thấy chuối không, đó chuối này. Rồi bên này là cái ổi của nhà hàng xóm này, rất là nhìn là nhiều. Còn còn nhà sau nhà mình là có một cái cây hồng, mấy cây hồng mềm đó, thấy không, đây nhìn này đó, cái là hồng mềm, thấy không, hồng mềm. Sau nhà mình có hình như là hai cây đó. Đó. Rồi trở lại đây, đây là mãng cầu dai đó. Sau nhà mình cũng có cây mãng cầu dai đây, nhìn chắc có lẽ là đợt tới mình về sẽ có mận cầu ăn. Nó ra rất nhiều. Còn đây cũng là cây hồng luôn. Nhìn trái coi như là mình trái, trái nhiều hơn lá đó. Đó nhìn này, đó. Mọi người nhìn thấy không? Trái nhiều hơn lá. Cho nên phải nói là khi mà gia đình sở hữu được căn nhà này thì rất là thích, rất là theo ý muốn của vợ mình. Vì buổi chiều mà trời mất mát hoặc buổi sáng mà đi ra phía sau vườn này là coi như nổi nhìn những cái cây ăn trái không là thấy thoải mái rồi. Khí hậu thì rất tốt đó. Nó gần biển thì gió cũng rất mát đó. Cho nên mình rất thích. Đây, đây mảng cầu đó. Rất nhiều. Đây, đây, trái mảng cầu đây. Nó màu xanh cho nên cũng nhìn khó thấy. Điều hồng, trái hồng thì rất nhiều, mọc rất nhiều. Đây giờ mình đi chở ngược lại vào bên nhà. Nhà bên cạnh này, mọi người nhìn này, nhà bên cạnh này cũng là có hồng này, nhìn này, cây hồng. Đây cũng cây hồng bên nhà bên cạnh. Nhìn chuối này, cái bụi chuối ở đây, chuối đây. Cây hồng đây, hồng đây. Bên kia là cây đu đủ. Hello mọi người, xin chào cả nhà.
nay mình quay cho cả nhà xem một căn nhà. Căn nhà này là căn nhà thứ hai mình mua ở California. Căn nhà này là nó nằm ngay thành phố ở Fountain Valley. Nhà này thì 4 phòng ngủ, 2 phòng rửa tắm, rộng 1.700 square feet. Đất của nó là 7.400 square feet. Đây, căn nhà đây. Là một ngày bây giờ Fountain Valley. Hôm nay mình đến đây để nhận nhà. Đó. Vì căn nhà này mình mua được tháng mấy rồi? 2 tháng rồi, gần 2 tháng. Quay cho mọi người xem đây là xung quanh căn nhà, trước mặt căn nhà. Cũng nằm rất gần khu Việt Nam, là cỡ 2 mai là tới khu Little Sài Gòn. Nhà này là có 2 cửa chính đi vô, có 2 cửa. Đây là phía sau căn nhà. Đây, sau căn nhà. Cái này cũng có sẵn luôn. Sau này rất là tốt. Quay ở ngoài thôi, mình không quay trong nhà, vì trong nhà hiện tại giờ là vẫn là còn người ở. Rồi giờ cả nhà lên đường đi ra quán Hương Đồng Cỏ Nổi để ăn một bữa tối trước khi lên máy bay. Quay hôm nay gia đình chuẩn bị ra sân bay. Trước khi ra sân bay thì ghé vào quán Hương Đồng Cỏ Nổi ăn một bữa tối những cái món ăn đặc sản của Hương Đồng Cỏ Nổi này. Tôm kho thịt nạc, thịt kho luộc, cá muối tôm này. Giá này. Đây là cá kho khổ. Đây, anh Hùng với chị Hồng chở gia đình đi ra sân bay. Đây, đây là món bánh đèo chén. Đây, cái bánh này rất đậm. Oh, good Julie, you're so red. That's like 1940. Okay, well, no, it's just something like that. Oh, good, Jolie. Did you see the new shirt in that? Yeah, same. I used to love eating this, but I'm not. Đây, đây là món canh chua ngon lắm Julie nữa. Cơm gia đình. Đây, mới ăn nhà hàng Hương Đồng Cỏ Nổi xong, giờ coi như tạm biệt mà cứ bay hoài mà không chịu đi.
cứ bay hoài mà không chịu đi nè. Đó đó đó. Anh với em ráng mà chạy. Đó, cứ bay hoài mà không chịu đi nè. Đó, đây là Vinh với Linh. Đó, anh Hùng với chị Lý Hồng. Đưa mình ra sân bay đây. Chạy đi. Đó, đó. Để lâu là nó không xuống được. Đó, lưu luyến không thể nào rời được này. Em đó. Phải không để mà xuống được đâu. Tụi này thôi tạm biệt đi sân bay. Bye hết mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye bye. Bye Vincent. Bye. What do you want to say? Con muốn nói cái gì? Ok ok. Bye con. Bye. Rời khỏi nhà lên đường ra sân bay. Rồi cả nhà đã đến sân bay. Sân bay rồi. Cảm ơn gia đình. Cảm ơn anh Hùng, cảm ơn chị Hồng. À, gặp lại. Ok, ở sân bay đang tìm cái ghế để mà lên máy bay. À, đây. Đây đang ngồi chờ để lên máy bay bay về Detroit. Hey, are you happy? You happy? Happy. Happy we be home tomorrow. Hôm nay phải bịt mũi hết. Ở trong sân bay người ta phải bắt mình phải được mang mask hết, mặt nạ hết cho nó. Chuyến đi vacation về California đã kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của Hoàng Family TV. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye.